Dạ, hello cả nhà. Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin chúc cho cả nhà mình thật nhiều sức khỏe ha. Ngày hôm nay thì em và cứu hộ với lại chồng em có đi gặp một chị mạnh thường quân ở Mỹ về. Chị có gửi cho Hoa Hồng Đen những món quà là như vậy. Đây, một bịch quà nè, gồm nước hoa, mỹ phẩm, đồ vân vân. Đại khái là vậy ha. Kem đánh răng rồi nè, rồi son phấn, rồi khô bò rồi nè đó, với lại $300 nha cả nhà. Xin lỗi, tại vì đây $300 cả nhà. Chị Lily ở Mỹ ha, chị có gọi, chị có cho, chị về nước á, chị có hẹn gia đình em gặp mặt á, xong rồi cho em cái điện thoại nè, iPhone 11 hết cả nhà đó. Có tiền xong thì em có phi vụ liền. Đây có bé chó này nè cả nhà. Cái bé chó này thì chủ nuôi từ hồi tháng 4 năm nay, bây giờ là tháng 10-12 rồi. Thì nhà trọ đó chặt hẹp đó, rồi không nuôi nữa, cho nên là chủ bán 3 triệu em đã mua từ cái số tiền của chị Lily Mỹ. Lily ở Mỹ bậy bạ không đó. Thì đây ngày hôm nay máy ấm của em có thêm một thành viên mới. Tại vì Hoa Hồng Đen không có muốn mà giống như là người ta bỏ 3 triệu qua người ta mua đó, rồi người ta sẽ đem bán lại, bán tới bán lui, tội nghiệp bé lắm. Cho nên là Hoa Hồng Đen đón bé về thì cho nó có anh có em. Hả con ha? Ai? Nè, có anh có em. Trời ơi, thân thiện lắm cả nhà ơi. Cho nó có anh có em. Hả? Hả? Ba ơi, ba đâu? Trời ơi. Ê, nè Đằng ơi, Đằng à, Đằng ơi, má đâu Đằng? À, đồ ăn gì mà không ăn nè, thiệt tình đó. Đây nè, ấy, ui, đang quất con. Đồ ăn gì mà nó chơi á? Tao không có ăn nữa mà chơi. Đây cả nhà. Đó, thì em cũng cảm ơn chị Lily ở Mỹ đã dành thời gian cho vợ chồng em một bữa tiệc ăn no nê luôn, với lại những món quà rất là lớn. Em cảm ơn chị, em chúc chị có một chuyến về Việt Nam thật là vui vẻ. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an, may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn chị. Em cũng cảm ơn tất cả khán giả, những người yêu thương chó mèo cũng như là Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã luôn quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ kênh em để em có thêm thu nhập cũng như là động lực để quay tiếp những cái video. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, cho nên ngày hôm nay là em muốn quay cái video clip này lên để tất cả khán giả cùng vui với em. Tại vì hôm nay em có quà quá trời. Đây, có quà là có chó liền đó. Cuộc đời em là gắn liền với chó mà. Vừa có quà xong là bắt đầu là coi Facebook là thấy em này là bắt đầu là mua liền nha cả nhà đó. Mình cũng đó, cứu hộ. Anh cho em chai nước, em khát nước quá. Tại em uống thuốc kia đó, em phải cần nước á. Khô cổ họng. Cá gì chui dữ vậy? Còn nữa, còn quên nữa, còn chị Mạnh Thường Quân nữa, bậy bạ không à. Mới giới thiệu con chị Mạnh Thường Quân à, còn chị Mạnh Thường Quân nữa nè. Đây, chị ngồi chị cắt từ cái bánh mì nè cả nhà. Đâu rồi? Đổ anh, đổ rồi. Đây, chị ngồi chị cắt từng khoanh bánh mì nè, gửi bên trạm cho các bé nè cả nhà. Đó, quý lắm luôn á. Cứ ngày, cách ngày là gửi lên mấy bao bánh mì nè cả nhà. Đó, chị Mạnh Thường Quân này chị giấu tên, chị không cho nói tên, mà chị ở đường Âu Cơ nha. Đây, trái cây cho khỉ nè cả nhà, cho khỉ ăn rồi anh. Đó, mới đem gỡ tới đóng rồi. Anh đưa cho nó trái chuối ơi, mới ăn ké nó trái xài. Nó kêu à, đó chạy kìa, mấy con kia chạy trong kìa. Cách ngày là chị gửi đồ ăn cho khỉ với là bánh mì cho các bé nè. Đó, quý lắm cả nhà mình. Đó, thì em cũng cảm ơn chị, cảm ơn về tấm lòng cũng như tình cảm của chị dành cho các bé của em.
cũng như là dành cho vợ chồng em. Thì em cũng xin cảm ơn chị, chúc cho chị và gia đình cũng thật nhiều sức khỏe, bình an, bước sang năm mới là phát tài phát lộc. Em cũng chúc cho gia đình của chị Lily khi mà về Mỹ làm ăn phát đạt ha, buôn may bán đắt. Dạ. Rồi em cảm ơn cả nhà mình. Dạ, em xin phép khép lại cái video này ha. Em mới đi về em cũng mệt quá cả nhà. Mới vừa đón xong á. Dạ. Em cũng xin chúc cho cả nhà mình ha, năm cũ bước qua năm mới, coi như là buồn phiền thì để lại năm cũ ha. tài lộc bước vào năm mới là sẽ ào ào luôn, để mấy anh chị phát tài phát lộc, mấy anh chị hỗ trợ cho con em. Và cảm ơn tất cả các anh chị. Quang Đen xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau ha. Còn nó chờ kìa, nó giờ mà không chạy đi mà nó chờ mình theo kìa. À nè, giang hồ chưa đó, chạy xuống lấy luôn. Ha ha ha.